Nguyễn Khôi xin kính chào thính ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tới ngộ quý vị. Thưa quý vị, thì chúng tôi cũng nhận được email thường xuyên. Cảm ơn quý vị, vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để bỏ thời giờ chọn những bài báo. Thì dĩ nhiên có khi chúng tôi cũng phải đi tìm, nhưng mà sự giúp đỡ của quý vị nó mang lại cho chúng tôi rất nhiều những cái lợi ích, là bởi vì quý vị có khi thấy được cái bài báo nào nó hay đang gửi liền, cho nên là Hoàng Tuấn để lại. Như vậy là mình cũng phải nói là thính giả của mình rất là lắng nghe hoặc là đọc những cái bài báo có liên quan của đảng đưa ra, phải không ạ? Những người rất là một lòng trung thành với đảng. Nhưng mà Hoàng Tuấn nói rất là đúng, thưa quý vị, tại vì anh em chúng tôi thì cũng cố gắng đọc tìm những cái bài báo mà nghĩ rằng có thể chia sẻ với quý vị trên chương trình này được, nhưng mà nhiều khi mình cũng có những cái bài mình sót, không đọc hết, không thức một người nó không thể tài nào mà đọc hết tất cả mọi bài báo được. Nên quý vị gửi cho chúng tôi những cái bài báo mà quý vị cảm thấy rằng nó cần thiết cho chương trình, chúng tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều, và nhờ đó thì quý vị là cái chương trình nó nhiều khi nó cũng sẽ phong phú hơn. Tại vì mỗi người có một cái nhớ khác nhau. Anh Hoàng Tuấn thì anh thích cái chuyện mà thí dụ mà ông lớn ông bé rồi này kia, bà lớn bà bé này kia. Nguyên Khôi thì thích ông Nguyễn Phú Trọng hơn là khá là nhiều. Thì chúng tôi nhiều khi chú trọng đến cái chuyện đó mà quên những chuyện khác, không ạ? Thưa quý vị, có một điều chúng tôi không hiểu là con người đó thì ai cũng vậy thôi, cũng có khi mình cái tâm trạng của con người mà khi mình buồn mình vui, khi mình giận, và có khi mình cũng thấy xấu hổ, rồi cũng có khi mình lỡ lời đó nè. Nhưng mà chúng tôi không biết là đảng đào tạo như thế nào, quân đội nhân dân đào tạo như thế nào, mà có những người là người ta làm tướng mà người ta nói người ta không biết ngượng, mà khi mà chúng tôi đọc bài báo chúng tôi thấy ngượng giùm đó. Tại sao nói như vậy? Tại vì như thế này, báo Tiền Phong Online: Đại tướng Lương Cường, Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên biển. Thưa quý vị, tôi đọc thế chúng tôi thấy trời ơi, nó lố bịch mà nó trơ trẽo một cách khủng khiếp. Chúng tôi không biết là ông mới dựa vào vô cái yếu tố nào, hay là cái thành tích nào. Chúng tôi đọc trên báo đó thì các ông nói chung cũng giống như Bộ Ngoại giao bảo là không chính xác. Vậy thôi. Không có một cái bằng chứng nào cụ thể rõ ràng cả. Thì chúng tôi xin phép thưa với quý vị như thế này: ông Đại tướng Lương Cường trong ngày 25 tháng 3 đó, ông là ủy viên Bộ Chính trị nha, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Và khi báo cáo với ông Lương Cường thì ông chuẩn đô đốc và Nguyễn Duy Tỷ là Tư lệnh Vùng 5 cho biết là năm 22 đấy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đây. Như là thực hiện công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tuần tra kiểm soát, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị hậu cần, kỹ thuật được duy trì nền nếp chất lượng và hiệu quả. Thưa quý vị, đây, ông này, ông là chuẩn đô đốc, ông cũng không có cái sợi dây mắc cỡ. Ông bảo rằng là sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tuần tra kiểm soát, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý. Quý vị thấy bao nhiêu năm ngư dân ra biển bị thằng Trung Cộng nó hà hiếp, nó đánh đập, nó cướp ngư cụ, cướp cá, nó đập phá tàu, không ai nói năng gì cả. Chỉ có hội nghề cá của cái tỉnh đó, và sau này thì nó xuống cấp là hội nghề cá của xã. Và còn đây, nó trơ trẽn tới mức như thế này nè: ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 5 Hải quân trong năm 22, Đại tướng Lương Cường lưu ý Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, cũng lặp lại cái điều đó. Và chúng tôi không biết là sao? Nắm chắc tình hình trên các vùng biển đảo, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý đúng, trúng, linh hoạt, chính xác, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thưa quý vị thấy bao nhiêu năm ngư dân ra biển là đi vay tiền của ngân hàng đó anh. Rồi về cái là tàu hư rồi ngư cụ mất rồi cũng phải đi làm lại. Mà cứ là ngư dân chỉ được duy nhất là tặng cờ thôi. Chưa bao giờ chúng tôi thấy
có cái ông cảnh sát biển hay ông hải quân nào cả. Ừ. Chúng tôi không hiểu là những người trong trong lực lượng hải quân và cảnh sát biển đó có khi nào mà các em, các cháu có cảm thấy mình thấy cái lương tâm mình nó cắn rứt, mình xấu hổ không? Mình mặc bộ quân phục, mình là chiến sĩ, chưa bao giờ bảo vệ được cho dân mình cả. Và bây giờ cha con, xin lỗi quý vị, cha con chúng nó vỗ tay, nó hai người tôi nói sao là đúng. Nó quá ư là xấu hổ mà con bá đó chứ, để chuẩn bị trước những tình huống bất ngờ. Yeah. Điều này thì chúng tôi công nhận là đúng, bởi vì các ông chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Còn cái chuyện mà thằng Trung Quốc nó đuổi ngư dân mà nó đánh là cái chuyện nó không phải là bất ngờ. Chuyện thường ngày là cái chuyện nó sẽ là thường ngày. Ừ. Đối với các bố chuyện nó không phải là bất ngờ. Chứ không cần có bố mà chuẩn bị gì cả. Xấu hổ vô cùng. Thực sự là đọc báo bao nhiêu năm nay, thưa quý vị, chúng tôi đọc báo đảng bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi, mà chúng tôi hầu như chưa bao giờ nghe những cái tin mà hải quân hay là cảnh sát biển mà mình nói chuyện. Bây giờ cứ cho là mình hèn đi, mình sợ Trung Quốc thì mình không dám nói, thì chuyện nó hèn đương như nào cũng biết rồi, cả thế giới người ta đều biết cả, chứ không phải là chỉ ở Việt Nam người ta mới biết, không phải đồng bào hải ngoại nói mà đồng bào trong nước người ta cũng nói chuyện đó, nó rất là rõ ràng rồi, hèn quá. Mà cái chuyện bình thường thôi là mấy ông ấy, mà mấy ông đó là chỗ dựa đó. Thì tôi đọc báo thì như chưa bao giờ tôi thấy những cái tin mà chẳng hạn như những cái vụ mà những cái tai nạn xảy ra ngoài biển, mình nói tai nạn bình thường ấy nha, tàu bị lật được các thứ rồi cứu sóng to rồi, không thấy nữa. Không bao giờ thấy có cả. Nhưng mà khi mà sóng to gió lớn, hình như tôi cũng chẳng bao giờ thấy nói hải quân Việt Nam ra mà trợ giúp cái tàu ở biển, hay là mình đề phòng là gì. Nếu cái lúc đó tàu mình to, mình lớn, mình có đầy đủ các cái phương tiện liên lạc và mình có đầy đủ những cái phương tiện để mà cấp cứu, thì những cái lúc đó hình như chẳng bao giờ thấy là hải quân đã sẵn sàng. Nhưng mà lúc mà bão tới hay là gì, mưa to gió lớn đến, đâu bao giờ thấy nói đâu. Không, tự nhiên mấy ông nói mấy ông là chỗ dựa, mấy đâu ai dựa mấy ông ấy, mấy ông dựa vào người ta chứ. Phải có chứng minh rõ ràng. Nhưng mà họ có một cái hay. Là sao? Phải công nhận. Tướng hải quân mà bị bắt trên đất liền hơi nhiều. Thì đó, đó. Hay chỗ đó. Hải quân mà ví dụ đánh trận mà bị bắt hay bị thua hay bị thiệt, bị hy sinh trên biển ấy, thì cái chuyện đó là được, là hợp lý, phải không anh ạ? Có đặc biệt ở Việt Nam mới có cái chuyện mà lính tướng hải quân mà bị bắt trên đất liền. Tại vì dân tư đặc đài. Bị bắt trên đất liền mà. Thì đấy, đấy. Thì lại hơi nhiều. Cái đó là... Tôi không biết một ông là tướng, ông là chuẩn đô đốc, mà với cái tư cách của một người lính, của một quân nhân thôi. Ừ. Chúng tôi không nói tới cái vụ là tới cấp tướng nha. Ừ. Không biết có cảm thấy xấu hổ không? Khi mà mình biết được mình hèn, mà mình dám trân tráo, mình nói là chỗ dựa của nhân dân trên biển. Nhân dân nào? Đưa ra một cái trường hợp cụ thể đi. Ngày đó, tháng đó, ngư dân ra biển gặp nạn đã được cảnh sát biển, hải quân cứu giúp như thế nào thế nào. Không có một bài báo nào cả. Ông còn bảo là cho các... Ông còn nói là phải chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ à. Làm tốt công tác dân vận tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tức là cái vụ mà tặng cờ đó nha. Tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị, có thấy thằng nào đâu. Quý vị nó tại vì suốt ngày hải quân mà suốt ngày chỉ ở trên bờ, suốt ngày chỉ trên đất. Tại vì kiếm ăn ở trên đất, kiếm ăn ở biển thì khó kiếm ăn. Khó kiếm ăn thì anh phải thông cảm. Thế là ăn mình cá, ăn đất sướng hơn. Đây những cái câu mà chúng tôi biết không biết nói mà không biết là các bố có ngượng không. Tìm kiếm cứu nạn, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển. Thưa quý vị, ngư dân ra bị mất tiền mất của về phải tựa đi kiếm lại. Và nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, chỉ có hội nghề cá lên tiếng phản đối Trung Cộng thôi. Mà bây giờ mình với tư cách là làm tướng, một người quân nhân thôi, mà không biết có thấy nhục hay không. Chúng tôi cũng không hiểu được cái quân đội nhân dân, rồi cái tinh thần chiến đấu với sự lãnh đạo tài tình của đảng, mà lại có những cái người mà nó láo một cách trơ trẽn như vậy. Bộ Chính trị cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Bộ gì nữa? Tin của VN Express và bên Báo Tuổi Trẻ cũng có đăng cái bài tương tự như vậy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai hai nhiệm kỳ 2010-2015, tức là 5 năm một nhiệm kỳ đó, và 2015-2020, tức là nhiệm kỳ thứ hai kế tiếp đó, bị Bộ Chính trị cảnh cáo do vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát ngân sách. Trước hết nói về thời gian, cái chuyện nó kéo dài đã xong rồi. Cái nhiệm kỳ mà sau đó 2015 cho đến 2020 nó cũng đã qua được cái 3 năm rồi. Còn nhiệm kỳ trước thì 13 năm, thì thưa quý vị. Bây giờ mới lôi ra, mới cảnh cáo,
ủa sao mình làm việc chậm quá vậy? Người ta làm việc, người ta gây cái gì hậu vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát ngân sách từ 13 năm trước rồi, bây giờ mình mới cảnh cáo làm sao? Bây giờ tôi không hiểu cái làm việc của mấy ông này làm sao? Có gì đâu phải vội, từ từ. Tại sao cái lúc mà người ta vi phạm cái gì đó pháp luật hay là vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng gì đó gọi là, thì tại sao lúc đó mình không bắt cái kết quả tang, không có nhận nhanh nhạy hả? Đúng rồi. Đảng mình có ban thanh tra phải không ạ? Dạ. Rồi mình hàng ngày mình có hàng tháng hay đại hội mình có kiểm điểm không ạ? Quốc hội mình ấy, những người đại diện cho quốc hội, chúng tôi chắc chắn là tỉnh Đồng Nai phải có đại diện của nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quốc hội chứ phải không ạ? Thì làm cái công việc là quan sát cái công việc làm của bên ban thường vụ đó để mà báo cáo với mọi người. Bao nhiêu năm không làm, cho đến bây giờ ngay cả những cái người mà trong ban thường vụ đó người ta nghỉ hưu rồi, chắc chắn là như vậy, thì bây giờ này mới lôi ra là như vậy làm ăn, như vậy làm ăn như sao, khi lôi ra là ồ thôi bây giờ trước ông làm giờ ông nghỉ rồi để không nằm trong cái gì mà phải xử nữa. Đó là nói nếu mà đọc sơ qua cái tin nó như vậy, nhưng mà mình nhìn kỹ hơn, mình đọc kỹ hơn và mình suy nghĩ một chút thì mình thấy kinh hoàng. Kinh hoàng cái chỗ như thế này, không phải là một người hai người mà cảnh cáo. Cái này là ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai, cả một cái ban, cả một cái ngành. Chuyện nó không phải là chuyện một ngày hai ngày, chuyện nó là 5 năm, chuyện nó là 10 năm, chuyện nó là mười mấy năm, là tại vì nó hai nhiệm kỳ khác nhau. Bây giờ cảnh cáo làm sao? Nó thối, nó mục, nó ruỗng, nó hư, nó nát, từ trên trong nó xảy ra như vậy thưa quý vị. Đất nước làm sao mà có thể tiến bộ được với những người nhưng như thế? Nhưng mà nó có những trường hợp nó rất là nhanh nhạy và nó rất là linh hoạt. Bắt con vịt, bắt trộm con vịt thì ngay em sao ra tòa không? Không, tôi có cái gì, có bài báo này rất là hay nè. Nói đi. Báo Thanh Niên nha. Chuyển bí thư xã lấn đất hàng xóm làm chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Đã một cái thư xã lên huyện là. Thư xã lên lên huyện nha. Ban thường vụ huyện ủy Trần Văn Thời, Cà Mau thống nhất chuyển bí thư xã lấn đất hàng xóm về làm chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân huyện này. Thì ông này là ông ông Nguyễn Phước Thuận, ông là bí thư xã Lợi An. Ông bị cái tội là ông lấn đất của hàng xóm, bí thư xã đó nha. Lấn đất của hàng xóm, dĩ nhiên là cái người bị lấn đất là bà Hương. Bà cũng khiếu nại. Thì cuối cùng thì ông này á, hồi tháng 1 2023 đó, ông bị kỷ luật bằng hình thức là cảnh cáo về mặt đảng nha, do cái chuyện mà lấn đất đứng chiếm đất của hàng xóm để làm nhà hơn 10 năm trước. Hơn 10 năm trước nha. Bây giờ người ta cảnh cáo ông, bên kia là cũng cũng gần chục năm kỷ luật dạ. Mười mấy năm rồi. Và ngoài ra ông này còn có một số sai phạm khác như là phát biểu thiếu chuẩn mực trong một số cuộc họp và bị tố cáo trong một vụ việc khác, và không biết vụ việc đó là vụ việc gì. Thế thì bây giờ ổng được lên làm trên huyện là chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Thưa quý vị, chúng tôi không biết khi đưa cái bài báo này ra thì cái ý của tác giả muốn nói điều gì. Tức là một khi đối với người cộng sản là một bài báo á, nó phải có tính đảng, tính nhân dân, tính quần chúng, nó nhiều thứ tính lắm. Mà không biết nó tính cái này đọc ra người dân người ta nói, ủa là sao ta, cái thằng cha này cho làm bí thư xã cho lấn đất hàng xóm 10 năm trước chỉ bị cảnh cáo, bây giờ cái chạy nhảy lên trên huyện cho làm. Nhưng thế thì nó có vậy, vậy là người dân ở huyện Trần Văn Thời phải để ý thôi, để cho ông dừng ở huyện. Chứ bây giờ tố cáo thêm một lần nữa là cấp tên tới lại đặt bài báo là ông lên tên. Nhưng mà chúng tôi nghĩ như thế này nè, cái huyện này nó cũng là đặt cái tên này nó cũng vận vô cái cho số phận của người dân. Sao? Cái huyện Trần Thời nè toàn là cái dân trời thần không ạ. cho nên là cán bộ của huyện Trần Văn Thời đó là thằng trời văn thần, cho nên người dân phải chịu thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng phần một của chương trình để trở lại phần 2. Sky River Casino, hãy đến trải nghiệm địa điểm vui chơi và ăn uống mới nhất. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa
với nấm agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Gecko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Gecko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Gecko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Gecko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Gecko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, chúng tôi đọc bài báo, chúng tôi không hiểu mục đích bài báo để viết để làm cái gì. Ví dụ như là cái tính cách răng đe. Ông là ông lớn đất của hàng xóm, tức là ông là bí thư mà, đúng không? Ông làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân thì ông phải có hình thức như thế nào đó để cho người dân thấy, à, đảng của mình là công bằng nè, đảng mình là công minh chính trực nè, cán bộ vi phạm thì phải như thế này, để người dân người ta cảm thấy, người ta mới có tin tưởng là cái chỗ dựa của nhân dân trên đất. Còn ông kia là dựa trên biển. Đọc chúng tôi không hiểu bài báo muốn nói cái gì nữa. Bây giờ tới cái vụ mà đất đai mà xây cất nữa, thì thưa quý vị, từ vụ việc này tới vụ việc khác, để chúng ta thấy được rằng cái khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng sản Việt Nam nó rất là tồi. Bởi vì nếu mà nó lâu lâu nó xảy ra một việc thì không nói. Từ Nam chí Bắc, từ lớn tới nhỏ, cứ xây là bỏ, xây là bỏ, xây là bỏ. Và đừng nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng không thấy. Đừng nói rằng ông chủ tịch hiện tại là ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước trước ông làm bên tuyên giáo. Đừng nói là ông biết, ông thủ tướng không thấy. Ai cũng thấy mà. Anh có thể tưởng tượng báo Vietnamnet đăng bài thế này: cận cảnh hai bệnh viện 9.000 tỷ đồng nhiều năm chưa thể hoạt động. Hai dự án bệnh viện được kỳ vọng giúp người dân Hà Nam và các tỉnh lân cận tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao đang trong cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc cao ngút bên ngoài tường bao thành điểm căn bạc để bán hàng. Người ta có giải thích lý do tại sao không ấy? Để từ từ nha. Thì người ta bảo là khi mới là người dân, người ta theo cách nói Trung Quốc, người ta phấn khởi lắm. Bởi vì cái bệnh viện này thiết kế một tầng hầm và 9 tầng nổi. Quy mô tới 1.000 giường bệnh nội trú. Đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày. Tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2. Tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ. Và công trình này đã được khánh thành khu khám bệnh vào năm 2018. Tuy nhiên việc khánh thành chỉ ở khâu cắt băng rồi để đấy. Kể từ đó đến nay 5 năm khu khám chữa bệnh vẫn chưa thể hoạt động. Tức là khánh thành, cắt băng khánh thành, xong rồi để đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi chỉ nói tới một cái người thợ xây dựng bình thường thôi. Ở xứ Mỹ thì có những người ta làm công việc gọi là construction đó. Người ta làm cái nhà thôi. Người ta làm một cái phòng thôi. Thì người ta cũng phải tính toán. Không thể nào mà anh làm cái công trình mà anh cắt băng khánh thành. Nhưng chẳng lẽ bây giờ anh làm cái nhà cho người ta, anh ăn tầng già trước đi ha. Cứ mời tầng già thế đi rồi. Ăn tầng già xong cái nhà đó. Mà chắc chắn là có những người chịu trách nhiệm với công việc xây dựng này chứ. Đâu có thể mà bỏ lên một sự rất là lớn và một cái công trình. Tồi tệ tới cái mức như là phía sau bức tường hiện là ao tù nước động đen kịt, rùi mũi bay khắp nơi. Và thưa quý vị, không phải là một cái bệnh viện mà bên cạnh đó nó hai bệnh viện này, một cái bệnh viện là như thế ha, một bệnh viện thứ hai là bệnh viện Việt Đức 2, là cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai, diện tích 21 mẫu, và cũng tính là cũng 1.000 giường. Và cũng tính khoảng là y như vậy, 4.500 tỷ. Trên hai bệnh viện mới là 9.000 tỷ, khởi công 2014. Hai bệnh viện này cách nhau chưa đầy 1 cây số.
Quý vị nghĩ cái trình độ chỗ nào khi anh xây các hai bệnh viện mà với quy mô lớn như vậy, cho là nó thành công đi, nó cách nhau có 1 cây số à? Tại sao lại như thế? Không hiểu được. Bây giờ thì cứ bỏ như thế. Anh không hiểu được thì cũng không ai có thể hiểu được anh Tuấn. Cái chuyện đó rất là bình thường ở đất nước mình thôi. Nói như anh vẫn nói đó, không xây thì làm gì có cái gì để cất, cho người ta cứ xây thôi. Còn cái chuyện mà bao giờ xong thì cái chuyện tính sau, mà nếu xong rồi nó có hoạt động được hay không, hay là 1 năm sau nó lại hư hỏng, cũng không phải là trách nhiệm của những người. Mà thưa với anh, đây là cái điểm mà tồi tệ nhất này. Có hiện tượng có câu trên nữa, công trình nhà tang lễ cổng phía bên phải bệnh viện cũng đang cửa đóng then cài, khung cảnh xung quanh im lặng đầy ma mị. Mặc dù là không có chôn cất nha. Có hiện tượng người dân tranh thủ sử dụng vỉa hè bên ngoài cổng bệnh viện để làm nơi bán hàng và đi vệ sinh. Thưa quý vị, 9.000 tỷ đồng bây giờ để cho bán hàng và đi vệ sinh. Thưa quý vị, nó tồi tệ mà nó chúng tôi không biết dùng cái chữ nào. Đấy, chắc chắn là bảo đảm không anh? Thì ba Việt Nam Net mà. Ồ vậy hả? Và thưa quý vị, nhiều khi anh phải check, anh phải kiểm soát lại kiểm kỹ nha. Nhiều khi rồi này, bây giờ hàng giả nó nhiều lắm á. Nhiều khi nó này không biết có phải là bảo Việt Nam Net hay không. Cái này nó bị vậy. Quý vị giúp cho Hoàng Tuấn vướng mắt trong việc mà thanh quyết toán giải ngân vốn vân vân, cho nên là bỏ hoang. Và có nhiều người đề nghị là ủa tại sao không lấy cái này nuôi heo hả? Tại vì thường thường là mình nuôi bò, đúng không? Mình nuôi bò rồi mình thả dê. Mà tôi đề nghị là thả dê là hiệu quả kinh tế cao. Bởi vì con dê nó ăn tạp lắm anh. Mà cái chỗ này thì cái gì nó cũng có đó. Nó mọc cỏ tùm lum như thế này nuôi dê. Trời ơi, thì quý vị nghĩ một công trình 9.000 tỷ bây giờ là xin lỗi làm cái chỗ để cho người ta đi vệ sinh. Xấu hổ nè, quá xấu hổ. Báo Tuổi Trẻ tuyên án hàng chục cán bộ mua và xài bằng giả. Từ năm 2016 đến 2020, ông Ngô Hồng Nam đã mua hộ 61 chứng chỉ bằng giả cho 48 người, giá mỗi chứng chỉ giả từ 900.000 tới 2.500.000 tùy thời điểm. Ông Nam bị kết án 5 năm 3 tháng tù. Những người mà mua thì như thế này. 10 người cùng tội danh, 13 người khác bị phạt mức án thấp nhất từ 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm 6 tháng tù. 10 khác bị phạt từ 9 tháng đến 2 năm tù cho hưởng án treo về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. 25 người còn lại có hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức nhận án mức án tù từ 9 tháng đến 2 năm cải tạo không giam giữ. Tức là như thế này, nó rất là rõ ràng. Đấy. Hầu hết các bị cáo mua và xài bằng giả nói trên đều đang công tác tại cơ quan đơn vị nhà nước trong lĩnh vực y tế, giáo dục ở tỉnh Bến Tre. Hay chưa đó. Hôm trước Hoàng Tuấn cũng có đọc cái bài này mà không có chi tiết rõ như vậy. Tức là nói về hiệu bằng giả thôi. Và người ta là đa số là cán bộ đã đang làm việc đó. Thì chúng tôi cũng thắc mắc là nếu mà bằng giả như thế thì mà lĩnh vực y tế và giáo dục làm sao? Rồi sao dạy dỗ làm sao? Để chữa bệnh cho người ta làm sao? Thì tôi kể đó, hên xui. Vô bệnh viện hên xui. Đi học thì cũng hên xui. Anh nói về vấn đề giáo dục hả? Đây, cái chỗ này, cái trường học mà tôi tưởng giống như cái chợ. Sao vậy? Đây, báo Người Lao Động Online nha. Bị quay video khi đang đứng lớp, ông Lê Thành Đô, hiệu trưởng trường tiểu học Đại Nghĩa, Hà Nội nha. Đã đấm vào mặt nữ giáo viên dạy cùng trường. Thì lý do nó như thế này. Ông bị xử phạt. Ông vi phạm hành chính, số tiền là 6.500.000. Bởi vì ông đánh cô kia. Thì lý do là như thế này, ông á, ông đi, ông là hiệu trưởng nhưng mà ông có đứng lớp, tức là ông có trở về trường để đứng lớp thay như thế này. Ông Lê Thành Đô, ông là hiệu trưởng mà vẫn có tiết dạy nha, ở lớp 3A của trường tiểu học Đại Nghĩa. Do ông bận đi họp tại ủy ban dân thị trấn cho nên mới nhờ bà DTHN, giáo viên của trường, để dạy thay. Thì khi ông trở về thì ông dạy thay. Trong thời gian đang dạy thì cái bà giáo viên khác, một cô giáo viên khác, chủ nhiệm lớp 4B, dùng điện thoại để quay và có lời nói là ông này bỏ tiết đi dạy trễ. Thì ông thì bực lắm đó, ông đi họp. Thế thì cứ quay. Quay là mà cứ nói như vậy. Thì bà vợ của ổng đó, ổng là cũng là giáo viên ở trường đó luôn, bà là NGTHH gì đó ha,
đang dạy lớp 2A quay qua thì hai bà mới giằng co nhau. Thì cái bà mà L là cái bà mà quay đó, bà mới cắn vô tay của cái bà kia. Ông này thấy vợ mình bị cắn, vợ tao thì chỉ để tao cắn thôi. Thế thì đấm vào mặt bà kia một phát. Cho nên là thế thì cái chuyện mà nó sự việc nó như thế thôi. Nhưng mà khi người bạn đọc á, ta nói ủa, cái này có phải cái trường học không ta? Bên là hiệu trưởng, bên là giáo viên, cái chuyện mà người ta xích mích nhau là chuyện bình thường. Trong cái môi trường giáo dục mà mình như thế thì các em học trò nó nhìn như thế nào? Nó như là một cái chợ, như là ông hiệu trưởng rồi không, cái đó là chứng tỏ là vô giáo dục rõ ràng. Bà kia, cái cô kia thì lại quay rồi bảo ông này là đứng lớp đi trễ vân vân. Bà vợ ra can ngăn rồi hai cắn nhau. Hai bà mà cắn nhau thì ông này là qua đấm một phát. Thì thưa quý vị mà nghe ở Hà Nội nhé. Cho nên trước đây thì chúng tôi hay nói về cái chuyện mà bây giờ cái tình trạng đạo đức nó xuống cấp ở Việt Nam. Vẫn hay nói đến cái chuyện mà mấy em nữ sinh đánh nhau đánh này kia. Thì thưa quý vị, nó không phải tự nhiên mà nó xuống cấp. Không phải là chỉ có học sinh xuống cấp. Mà thưa quý vị, nó ở đâu nó xuống cấp, nó từ trên nó xuống cấp rồi, tức là thầy giáo cô giáo nó xuống cấp đánh nhau rồi, cái hiệu trưởng phó hiệu trưởng nó cũng đã xuống cấp rồi, rồi sở giáo dục nó cũng đã xuống cấp rồi, ở trên bên trung ương nó xuống cấp rồi, tất cả nó xuống cấp. Chứ mình nhiều khi mình nói là mình đưa cái hình ảnh của các em nữ sinh ra không thì cũng mặc dù cái dĩ nhiên cái hình ảnh nó không phải là tốt rồi, mà nó là cái nó chỉ là cái hệ quả, cái hậu quả một cái sự xuống cấp toàn diện toàn bộ đồng loạt. Thì thưa với anh, mấy em mấy cháu nó tiểu học nó thấy như thế đó. Hiệu trưởng với đánh nhau thì bắt bớ gì mình không đánh, đúng không? Mà trở lại cái đó là cái chuyện, còn cái chuyện mà nữ sinh nam sinh thường thường là cấp 1, cấp 2 đánh nhau đó, thì thưa quý vị, chúng tôi cho tới giờ phút này Hoàng Tú cũng rất là phẫn uất cái chuyện này, không phải là bức xúc nữa. Cả một cái bộ giáo dục, một trường, hiệu trưởng, thầy cô giáo dạy học trò, mà tại sao cứ để cái việc này nó xảy ra? Thưa quý vị, một cái điều nó rất là tồi tệ. Cho nên là chúng tôi có xem những cái video clip ở trên Facebook, thì chúng tôi cũng khen ngợi là một số diễn viên ở ngoài miền Bắc, người ta đóng một cái tiểu phẩm thôi là Ai Chém Liễu Thăng. Đấy, thế thì cái ông cán bộ ông mới dắt thằng con tới nói tại sao cô lại cho con tôi là không điểm. Thưa anh, là vì em hỏi cháu là ai chém Liễu Thăng đó, không biết. Con có trả lời chứ, dạ con đâu có biết. Cái việc hệ trọng thế mà sao hỏi con tôi? Cái việc đó chém chiếc nhau rồi nó hình sự, phải báo với công an chứ. Mà đó là cán bộ lãnh đạo. Vì theo cách nói chuyện là hiệu trưởng nào thì anh xin lỗi anh thế này kia đấy. Không được là đi về. Quay qua ông hiệu trưởng. Cô giáo không biết, anh là hiệu trưởng để như thế à? Nhưng mà xin lỗi sao mình biết đấy. Này cô, thế cái em Liễu Thăng nó học lớp nào ấy? Trời ơi, sao lại để cho nó mang dao mang vào trường nó chém nhau như thế? Thế thì giáo dục mình là hỏng. Về nghiên cứu lại nhá. Hỏng, phải nghiên cứu lại thôi. Quý vị, chúng tôi có lời khen ngợi. Khen ngợi những diễn viên, chỉ như chúng tôi không nêu tên. Nhưng mà cái điều mà Hoàng Tuấn đắc ý nhất á, là câu cuối cùng khi ông hiệu trưởng bảo rằng là ôi trời, Liễu Thăng thì em học lớp nào thế? Cô phải xem lại, ôi trời, sao lại để trong trường nó xảy ra cái việc kinh như thế mà chấm chém như thế. Thôi, nền giáo dục như thế là hỏng. Chào tạm biệt quý vị.